佢。Không biết bắt đầu từ đâu luôn. Muộn giống theo hàng này. Đâu em? Nhiều cũng loạn thiên. Nó làm mình rối gì nhiều mà kiểu như là khó phân biệt được luôn, kiểu như mình bị hoang bị choáng kìa, không không biết nặng cục mô á. Quay thấy được không hả?
cũng nên phải lên xe rồi. Dạ. Mấy giờ? Chắc 8 giờ. Ừ. Thì kia tay chứ. Thì kia tay về quê chứ. Bà này ăn xong chắc xỉu luôn. Chạy cũng không có sức để nặng cho em luôn, xỉu luôn. Nặng mấy cái mặt này chứ, hai chị em đều xỉu. Vừa sâu mà vừa lì nè. Không có máu, khó chịu nè. Không có máu, đã. Rồi sao mà cứng. Cứng lì nữa.
bilang. Đau mà em. Đau. Trời mẹ ơi. Nóng mắt sức ghê. Anh đi làm muộn lắm rồi chưa em? Dạ rồi. Mà từ lâu lắm rồi mình chuẩn bị lại. Nhiều mà nó lọn luôn á. Cái là lỗ lòng mồm có là không biết nặng từ cái lỗ mô luôn. Biết theo đứa mù luôn. Mù thế mà đâm không sâu á, không lấy ra được luôn. Mà không đâm là không nặng được luôn á. Mụn hồi sáng nặng xứ hay. Bụp bụp. Video rồi tới ngày hệ ra rồi đăng lên hay đăng hay không thì nói em đăng một loạt, em đăng một loạt à, ý là em làm giống bữa em đi chơi rồi đó à, cái kênh phụ răng rồi hay là tiền á, tiền là cái tháng vừa rồi nó được mấy. Thám nữa hả? Đau quá chị ơi. Tiền ngủ. Tiền ngủ. Chị lên chị xíu. Đôi chỗ.
biết nặng đau luôn á. Đây thì chắc chị cho thêm em gì dùng quá rồi nặng tiếp. Chứ nặng kiểu này chị cũng liệt mà em liệt luôn. Mặt em mà không chữa là chết cho em nè. Mà em chữa là nát bét luôn á. Thiệt. Vì em bị ẵn á. Vì em bị viêm hết trơn cái nàng lòng luôn. Hồi em đi bể đi biển được bữa ơi. Chị cũng mỏi cơ nè. Với em cũng bơi phải không? Tức là cũng mỏi cơ tay liền á. Phải vận động đi chứ. Thái đầm thì cũng ghê quá. Nè thái đầm nó ghê. Mồm nó liền như chi luôn á. Trời là trời. Bé này yên tâm. Chị nặng khoảng 1 tháng là hết. Hai tuần đi uống lần. Hết mụn tháng là thấy đỡ rồi. Chắc chắn thì hơi tùy theo phù hợp hay không. Rụng cái móng cũng mang cũng ra nữa. Nãy mới nặng kiểu gì mà kêu dễ ra vậy. Dễ à. Chị thấy mụn lì như trao đi mà mới kêu dễ. Mua cục nát như ri phê. Cục mua cục nát như ri thôi. Hoặc để cho bán dùng cây ăn tuần nữa qua nặng là đẹp. Vô mụn lại sướng. Vô mụn lại nặng. Dĩ ra mà cục mụn tròn hơn. Trừ nặng không có. Chúng
chung chị phải dùng lực ghê lắm mới ra. Mấy chiều đau tốt đi. Má lại không đau mà cái chán mà không đau. Chỗ này đau chứ. Chỗ măng ta mà không đau được. Phát rồi, phát rồi, phát miếng rồi rồi. Đừng vô. Đừng vô chứ. Cái gì? Đăng vô à. Mùn đăng vô á. Đăng vô à. Ôi phát rồi. Phát có thấy em đâu mà nó. Có thấy mặt đâu. Thấy cục mụn á. Mấy khách chờ chị cho em. Nhiều quá. Chị bé lấy sơ được không? Sơ chị loan xíu chị loan vô lấy. Đại. Mụn bé nên sâu lắm. Sâu dùng vô là mệt. Chỉ có người quay là sướng thôi. Chứ người người bị nặng và người nặng cũng mệt. Mỏi thôi chứ không có đau đớn. Người đau nhất là người bị nặng. Dỗ quá em à, ráng đi. Mấy ngày nay có lây xí mồm hay nó lên. Không lây à. Mà rắn tệ ghê trời. Mấy ngày rồi mà cái chị đó vẫn y nữa. Nó bị mất tránh, bị mất đề xuất chứ. Không được đề xuất hả? Còn bao nhiêu phần trăm đề xuất? Lý do vì răng bị thế hả? Toàn á, toàn được tốt hơn thay đổi nữa, nó ảnh hưởng về mình. Nếu hỏi mấy người cũng nó vào vòng vầy bình thường.
chị ơi, em đau quá. Rồi, ok. Chờ tâm thấy đường nặng nữa rồi á. Nghĩ nghĩ xin. Chẳng bé nghĩ xin.